2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Đô. Mình biết tàu lão chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bô Đô Tô Linh và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Đây là kèo kỳ 12m, đứng trước mình đóng kính là Ân Xây Dựng và Sơn China quê Tây Ninh. Và đây là Lip Rồ và Lip Rồ, một pha quá đẹp đường y vừa rồi cho Hoàng Di cầm rồi soi. Bên kia là Hoàng Di và Khoan An Giang, tỷ số là 1-0 nghiêng về cho Hoàng Di. Đẳng cấp và bóng vừa rồi, ra coi đi, trong hay ngoài, có thể nói bóng ra ngoài. Coi đây, coi đây cho rõ ràng. Đây bóng đó, đó ngày đó đó, coi đi cho rõ ràng. Còn dấu đó là lương. À, đúng rồi, đâu đó, gần đó, bóng ra ngoài. Một đều, mui mui. Đây là Thành Lương, Lương Tato. Cao thủ trẻ đang đầu giò rất lên của Gò Sòi. Hả? Cái ta? Di nè, Di chơi cái bò cái quần thật sự rất ấn tượng. Các bạn hãy chờ xem chạy bóng này ai sang. Bóng ra ngoài. Đây là hiện tại là sân trong. 18:30. Các em sinh viên hàng ngày các bạn 18:30. Đặc biệt là Ba Gà và Ngọc nè, cùng Di nè. Di nè chơi cái quần thấy gom. Sao con mặc cái quần bông bông kỳ Di thiệt cơ. Di, con ra ngoài con lựa quần đi, chú tặng cho con ba cái đó, con lựa quần đàng hoàng đi. Con mặc cái quần gì mà cái màu gì mà giống Thái Lan quá. Tỷ số đang là 3-1, đang nghiêng về cho 3-1, đang nghiêng về cho Ân Xây Dựng và Sơn China. Đây là Sơn China, trước đây từng bầu cho Linh Nhỏ nha các bạn, và cũng là cặp bài chồng của Linh Nhỏ nha. Đây là Sơn China, từng gặp Tí Ma và Chánh Bình Dương tại Cầu Tre. Linh Nhỏ và Sơn China thất thủ trước Chánh Bình Dương và Tí Ma trước đó. Lúc đang Linh Nhỏ đang đỉnh cao. Và Linh Nhỏ từng thất thủ trước Chuối Bình Dương 2 lần. Một lần tại Cầu Tre và một lần tại cao tốc Bình Dương. Thật sự Linh Nhỏ và Chuối Bình Dương từng gặp nhau 2 lần. Một Cầu Tre và cao tốc Bình Dương. Phần thắng thuộc về cho Chuối Bình Dương. Còn hiện tại bây giờ Chuối Bình Dương đang quản lý sân An Thạnh 14 của Bình Dương. Chuối Bình Dương đang quản lý sân đó nha các bạn. Còn đây là cao thủ Thọ Mắc Kinh. Thọ Mắc Kinh. Thọ Mắc Kinh trước đây là cộng tác viên cho Đại Lâm các bạn một thời gian vài năm. Và hiện tại bây giờ Thọ Mắc Kinh đã thôi công việc cùng Đại Lâm. Lại là Hoàng Di cọp gò soi. Thương hiệu Hoàng Di thật sự đầu giò cũng như kỳ. Đáng tiếc cho Hoàng Di phá bóng rồi. 5-2. Tỷ số đang là 5-2, đang nghiêng về cho Ân Xây Dựng và Sơn China. 5-2. Đổi sân, đẳng cấp con Xây Dựng pha bóng vừa rồi. Lip Rồ và Lip Rồ, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai.
Còn chai gel bôi lạnh, gel bôi lạnh và nóng 105.000 một chai các bạn. Có một cái đường lăn, có một cái cọng lăn xa bên hông của chai. Tiếp tục. Đổi chiến thuật rồi, Hoàng Duy đứng trên và Khoan An Giang đứng dưới. Lại là Hoàng Duy thiếu cảm giác nữa rồi. Đáng tiếc cho Hoàng Duy phá bóng gì rồi. Bảy hai. Tám hai. Không hiểu điều gì đang xảy ra giữa Khoan An Giang và Hoàng Duy. Tám hai. Quá khó. Một pha phát bóng quá khó vậy rồi. Có thể nói một pha má ngoài mù lại má của Ân Xây Dựng. 9-2 Ramun B. 9-2 qua xem dấu đi. Trái banh này sẽ như thế nào? Qua xem dấu đi. Đây cho bóng đó đó. Đó bóng xịt tới tới. Đúng rồi, bóng gần gần đó đó. Chị bóng nó sơn cho đó nghe chưa, đúng rồi. Bóng ra ngoài. Hả? Đổi cho 200 hả? Đổi hả? Xin lỗi bạn, tôi xài tiền đô, không có tiền đổi. Ok. Chơi hết rồi, hết rồi. Không có tiền đổi gì mà ơi, không tiền lại. 13-9 Lại là Hoàng Duy phát bóng ra ngoài. 13. Lợi thế quá lớn để ghi về cho Ân Xây Dựng và Sơn China. Do gà. Lại là Hoàng Duy. Tại nói một buổi chiều Hoàng Duy thiếu cảm giác, rất nhiều thiếu cảm giác các bạn à. 11-3. Không hiểu điều gì đang xảy ra giữa Hoàng Duy và Hoàng An Giang. Hoàng Duy đã buông bỏ rồi các bạn à. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là. Xin chúc mừng Ân Xây Dựng và Sơn China vào bờ. Còn đây là cao thủ Di nè. Di nè chơi cái bùng, cái quần thương hiệu. Di nè có cái quần thật sự quá thương hiệu. Cái quần đặt ở đâu đây? Cho đặt nguyên đội cho anh em ơi. Cái quần này lấy đâu, đặt ở đâu Di? Đặt cho nguyên đội gò sòi coi. Ok. Hả? Đây sân trong là các em trẻ sinh viên đang luyện công hàng ngày. Đây các em trẻ sinh viên đang luyện công. Quá ghê, quá ghê. Chuẩn bị 18:30 hàng ngày nha các bạn, giờ của các em sinh viên hàng ngày.